Xin chào mọi người, xin chào bà con. Cùng Vương là mình đây, mình là Đà Phao đây. Chúc mọi người một ngày mới gặp nhiều tốt lành nha. Mọi người và bà con khỏe không? Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2020. Mình sẽ quay trở lại với giá cả cà phê, giá tiêu ngoài này cho con tham khảo nha. Hôm nay thì giá cả tại hai sàn London và New York. London thì có tăng nhẹ thôi nha, New York thì lại ngược lại có giảm. Mong mọi người, mong bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh mình nha, kênh Đà Phao nha. Hãy cho mình xin một like nha. Nếu ai chưa đăng ký ủng hộ mình thì cho mình xin một nút đăng ký nha. Rất là cảm ơn mọi người. Bây giờ mình mời mọi người theo mình để theo dõi bảng giá tại hai sàn London và New York xem nó như thế nào, và sau đó mình sẽ vào bảng giá cà phê và nhà tiêu tại các tỉnh cho bà con tham khảo nhé. Bà con và mọi người theo mình theo dõi bảng giá nha. Xin chào tất cả bà con, đây là bảng giá cà phê sàn London, cà phê Robotan, cà phê Vối. Chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2020 tại sàn London có tăng trở lại mọi người nhé, tăng nhẹ. Cụ thể là kỳ hàng giao ngày tháng 11 cái tăng lên 4 đô, lên 1.391 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 1 năm 2021 có tăng lên 4 đô lên 1.405 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 3 năm 2021 có tăng lên 4 đô lên 1.420 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 5 năm 2021 có tăng lên 4 đô lên 1.434 USD trên tấn. Tăng đồng đều 4 đô mới nha. Trái chiều vì đa tăng trở lại của sàn London thì sàn New York hôm nay vẫn giảm mới nha. Cụ thể chốt phiên giao dịch tại sàn New York ngày 16 tháng 9 năm 2020. Cụ thể là kỳ hàng giao ngày tháng 12 thì âm 1,25 cent xuống còn 121.8 cent trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 năm 2021 thì âm 1,00 cent xuống còn 123.3 cent trên pound. Kỳ hàng giao tháng 5 năm 2021 thì giảm 0,85 cent. Kỳ hàng giao tháng 7 năm 2021 thì giảm 0,70 cent mọi người nha. Vậy là hôm nay chốt phiên giao dịch cả hai sàn London thì tăng mà New York thì có giảm mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên xem thử mua lên mua xuống như thế nào, và sau đó mình sẽ vào bảng giá tiêu cho con tham khảo nhé. Sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê và tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đồng Đăng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9 năm 2020.